tại giải đua xuồng truyền thống thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức sáng nay đã thực sự tràn ngập tiếng cười khi có những màn tranh chấp thật hài hước vì rất nhiều người tham dự đã không đặt nặng tính thắng thua. Đa phần những vận động viên đua xuồng là người lao động, nào là tiểu thương buôn bán, nào là người đánh bắt cá, người làm vườn, làm ruộng của các xã, phường. Giải đua mang ý nghĩa vui là chính, nên hầu hết các cặp vận động viên không có thời gian tập luyện lẫn việc phối hợp sao cho ăn ý. Thế nên những màn đua có những xuồng như con lăng quăng, quẹo qua quẹo lại thế này, làm cả ban tổ chức lẫn người cổ vũ một phen cười ngã nghiêng. Hoặc những chiếc xuồng cặp kè đâm sầm vào nhau, để cả hai cùng chậm, bơi mãi chẳng đi. Tất nhiên là mình bơi, cái người giữ lái phải cho nó cắt, đừng có cho cái máy dầm nó lật. Nếu mà cái máy dầm lật lỡ đằng trước nó lủi. Còn cái người bơi mũi cứ giật bơi đừng có nại. Nại là chiếc xuồng sau lái là cầm không được. Như vậy thôi, mình cứ giật bơi, còn thắng thua thì nhờ người ở sau lái. Cái người bơi lái mà bơi mũi mình tưởng mình bơi lái mình nại là sao là không được. Điểm thứ ba, hai chiếc xuồng nó hít, nước nó hút là tất nhiên chiếc xuồng bơi không đi. Kết thúc giải đua, hầu hết các xã phường tham gia đều có giải nên ai nấy đều vui vẻ, hào hứng và hẹn nhau mùa đua lần sau để tái đấu.